Xin kính chào quý vị. Chúng tôi xin tiếp tục phần 2 của chương trình Tôn giáo và đời sống qua đề tài là chân lý. Và chúng ta đã vừa nghe quý vị các đại diện các tôn giáo nói lên cái ích lợi áp dụng ở trong chân lý ở trong tôn giáo của mình vào cái cuộc sống thực tiễn. Và mỗi tôn giáo đều có chân lý, cũng như trong cuộc sống này ai cũng có thể nói rằng họ cũng nghĩ rằng đó là chân lý, và ai cũng đi tìm cái ánh sáng, ai cũng cho là đúng. Điều đó là đương nhiên, vì nếu không có thì làm sao mà họ sống. Nhưng thưa với quý vị, trong đời sống của mỗi chúng ta đó, thì đối với những người tin lành thì dĩ nhiên là ý Chúa thì rất là mênh mông. Như các nhà thần học nói đó là chúng ta có thể cảm nhận về Thiên Chúa thôi. Ngài bao la, Ngài vĩ đại, giống như bầu trời chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn mà không mô tả được. Thế thì không thể hiểu hết được. Vì vậy cho nên trong cuộc sống này thì quả hẳn cũng vô số những vấn đề ở trong cuộc sống mà chúng ta cần phải biết. Nhưng đối với Thiên Chúa thì Ngài muốn chúng ta biết những điều đáng phải biết, những điều quan trọng nhất, những cái ưu tiên để mà chúng ta phải biết. Bởi vì nếu chúng ta không biết những cái điều quan trọng thì chúng ta đi lạc hướng, chúng ta sẽ lãng phí cái cuộc đời của chúng ta. Bởi vì thời gian chúng ta làm người này rất là ngắn ngủi. Cho nên nếu mà quý vị đến với Thánh Kinh, đến với Đạo Chúa đó, thì chúng tôi thường là hướng dẫn để cho chúng ta biết mình là ai. Mình phải biết mình là ai đã. Còn nhiều khi có nhiều người không biết mình là ai cả. Bước vào trần gian này họ nghĩ họ là Thượng Đế đó. Có rất nhiều người, thậm chí triết gia nữa, người ta còn công bố rằng tôi là Thượng Đế. Hoặc là tôi đã giết Thượng Đế rồi. Đấy. Thượng Đế đã chết rồi, có những người như thế. Hay là Voltaire thì báo rằng là Thiên Chúa sẽ về hưu, vì họ sẽ có cách để mà làm cho Ngài về hưu. Tức là mình không biết mình là ai hết. Thành ra khi đã đến thì trong chân lý là của Đạo Chúa là dạy để mình biết mình là ai và mình đến từ đâu, mình sống ở trên đời này để làm gì. Đó là những điều nó vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu mà mình không biết mục đích để mình sống trên trần gian này để làm gì, mình phải nhận biết mình là con người, là tạo vật, chứ mình không phải là Thượng Đế. Bởi vì tất cả những gì mà mình nhận lãnh đây là một sự trao ban, một sự chuyển gửi, trao gửi từ những cái người khác, những cái bàn tay, những cái nguồn mà khác, chứ không phải là từ chính chúng ta. Vì vậy chúng ta nhận ra điều đó. Và Thiên Chúa luôn dạy là chúng ta chỉ là nhánh nho, chúng ta chỉ là tạo vật của Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta là một tạo vật cao trong tất cả các tạo vật, chúng ta cần phải biết điều đó. Và chúng ta có một cái chiều kích mà không phải chỉ như những con vật khác, chết không là hết, mà con người chúng ta có thể bước vào trong của vĩnh viễn. Chúng ta có thể giống như Thiên Chúa. Đó là điều kỳ diệu mà có rất nhiều người không có nhận ra, không biết cái giá trị của mình. Vì vậy cho nên mình sống một cuộc sống, mình hoang phí, mình ăn chơi, mình nghĩ rằng cuộc đời này không đáng để mà sống, thôi hưởng thụ thôi. Chứ không có cái điều gì để mà họ phải khép mình vào trong một cái con đường để mà họ có thể sống cho nó xứng làm người. Cho nên rất là nhiều những cái điều mà ở trong Đạo Chúa nói về muốn chúng ta phải biết, rồi mình phải làm gì. Và những điều trong cái cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều mà chúng ta cần cái sự hướng dẫn để mình gọi là sáng đó. Cái chân lý là gì? Chân lý tức là mình hiểu được vấn đề cho nó đúng. Mình ở trong sự sáng, giống như bây giờ mình đi ngồi ở đây và mình hiểu cái này là cái bàn, cái chỗ này là cái hố đi, cái hố thẳm, cái chai này là cái chai nước thuốc độc, và cái chai này là cái chai nước ngọt. Mình phải sáng để mình nhận ra. Và nếu không ở trong sự sáng thì chính chúng ta không có thể biết được điều đó. Và chỉ có Thiên Chúa, Ngài mới là sự sáng. Và như hồi nãy tôi nói đó, đó là cái chân lý tuyệt đối, quý vị, là tổng hợp vô tận của tất cả các cái chân lý tương đối. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái phần hôm nay, đó là trong cuộc sống của chúng ta làm cách nào để chúng ta có thể tìm ra chân lý và mình áp dụng chân lý đó vào trong cuộc sống của mình, nó đem lại cái hạnh phúc thật sự cho mình và hạnh phúc cho những người bạn gọi là đồng hành với mình ở trong cái hành trình này. Dạ, xin kính mời quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, nói đi tìm chân lý tới lẽ thật thì chúng tôi chia ra làm hai phần. Thứ nhất là cái chân lý để mà giải thoát. Đó là trong mình của chúng ta đó là có cái lẽ thật, hay là trong giáo lý nhà Phật gọi là Phật tánh. Sở dĩ chúng ta không có tìm được Phật tánh đó, là tại vì trong
mình của mỗi người chúng ta nó bị tham sân si danh lợi tình, rồi lục dục thất tình nó che, thành ra cái trí tuệ bát nhã của chúng ta nó không có được sáng soi. Mà trí tuệ bát nhã là luôn luôn lúc nào là cái đó con đường để chúng ta hướng đi tới con đường giải thoát. Vì cái Phật tánh chúng ta không hiển hiện, thế nên ở trong cái cõi thế gian này thì chúng ta bị cái tham sân si giận hờn, từ đó nó mới đưa tới cái sự quan hệ giữa người với người có những cái sự không vui. Để áp dụng cái chân lý và sự thật trong lẽ sống thì ở đây chúng tôi cũng chia làm hai, là trong cái cõi thế gian này đó là sự thật là để chúng ta để giải quan cho một số người. Những cái người mà người ta bị quan ức thì các nhà điều tra tìm để mà giải quan. Nhưng mà có một số vấn đề, có những cái sự thật mà đây là một cái điều mà trong cái sinh hoạt bên ngoài thì chúng tôi nghe được rất nhiều cô bác cũng rất là những cái câu chuyện xảy đến ở mấy cô bác cũng buồn lắm. Là tại vì có một bác này nói chuyện với một bác kia về một cái bác nọ. Thì thí dụ một bác A nói chuyện với bác B về bác C, thì đáng lẽ đó cái người mà C B này nè nói lời với người C đó đừng có nói hết trơn những cái gì của bác A nói, nhưng mà học lại không sót một chữ. Thì hỏi sao, nói tại sao mà chị lại nói vậy, nói tôi nói thật, đây là lẽ thật, mà nói sao là không, tôi không nói lặp lại cho cái người C đó là không sót chữ nào. Cái đó không phải là sự thật. Cái mục tiêu của sự thật và chân lý là gì? Mang tới cái sự hài hòa, mang tới cái sự tình yêu thương, lọc lừa. Bởi vì trong giảng bên Phật giáo Hảo đó là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, mở lời ra đoan chánh hiện từ. Thì khi mà chúng ta nhận được cái sự thật mà biết rõ cái mục tiêu của sự thật, không phải là lời nói từng chữ đó là thật. Tại vì cái ngôn ngữ ở thế gian không giải quyết, không diễn tả được hết cái tâm tư, nguyện vọng, ý nghĩa của mọi người. Đôi khi người ta bảo rằng hết ý rồi, hoặc là tôi không biết nói gì nữa. Cái ngôn ngữ mình nó không diễn tả được. Thế nên cái sự thật và chân lý nó mà nếu chúng ta không áp dụng kỹ lưỡng, mà biết rõ là cái mục tiêu của sự thật là mang tới tình thương để giải quan, mục tiêu của sự thật là nói để cho mọi người hài hòa, mà chúng nghĩ rằng cái tiêu cực của cái sự thật mà chúng ta nói, ai nói một thì chúng ta nói lợi một cái gì, thì từ đó nó sinh ra bất hòa, chứ không phải là nó tạo ra mà mình bảo rằng tại vì tôi đã có đạo, thành ra ai nói sao là tôi lập lại y như vậy. Thì đó là một trong cái vấn nạn mà ở trong cộng đồng của chúng ta, mà chính cá nhân tôi đi chúng gặp một số nơi, thành ra cũng nhân chương trình này thì tôi cũng mang ra để nói chúng ta biết rằng mục tiêu của chân lý của sự thật là cái gì. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Xin kính mời hội thượng. Dạ, cảm ơn mục sư. Kính thưa quý nhà và quý vị, chúng ta có hai cái chân lý, một gọi là chân lý tục đế hay là giả định, và cái chân lý khác là chân đế hay là cái thật tuyệt đối. Cái chân lý tục đế hay giả định mà là chúng ta dùng ví dụ như ngôn ngữ, chúng ta phải gọi tên cái gì đó, phải nói lên được cái đó là cái gì, thì cái đó là cái gì. Chúng ta nói ví dụ con người của mình có đầu mình, tay chân, cái bàn nó có cái mặt bàn, về chân bàn này kia, và bom bom bom, trắng đen, vui buồn, sướng khổ này kia, tất cả cái đó ngôn ngữ của loài người, ngôn ngữ này ngôn ngữ kia, nhắc nói gọi tên được về cái đó để trao đổi, để truyền đạt, thì cái đó nó nằm trong cái giả định, cái tương đối. Ví dụ chúng ta nói cái nhà, thì cái nhà là tiếng Việt nó cái nhà, như tiếng Anh nó khi nói một cái chữ khác, tiếng Pháp nó chữ khác, vân 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 vân. Do vậy cái chân lý tục đế thì giả định. Rồi có cả một cái chân lý là chân đế, tức là tuyệt đối. Thì cái chân lý chân đế tuyệt đối đó là cái đó nó khi con người, đặc biệt là trong các tôn giáo, cho chúng ta một cái khái niệm về cái tuyệt đối. Vì chúng ta là đang già, bệnh và chết, thì chúng ta đi tìm cái không già, không bệnh và không chết, không vô thường, không khổ, không vô ngã. Chúng ta đi tìm cái tuyệt đối. Thì cái tuyệt đối như nhà Phật chúng ta nói là giác ngộ thành Phật, giải thoát, thì chúng ta sẽ không còn
bị vướng mắc bởi cái già, cái bệnh và cái chết, hay là trầm luân sinh tử nữa, chấm dứt khổ đau, đúng không? Do vậy thì có hai cái loại chân lý như vậy, thì trong tuyệt đối thì chúng ta đi trở lại đức tin tôn giáo để đi tìm câu trả lời về cái chân lý tuyệt đối. Dạ, xin kính mời linh mục. Thì trong chân lý và sự giả dối nó là hai cái không thể nào hòa nhập được, không có thể nào ánh sáng bóng tối nó không thể nào mà nó nhập ra được. Một bên là Thiên Chúa là sự thật, còn bên kia là ma quỷ, là Satan, Lucifer. Mà Lucifer thì được mệnh danh là Prince of Light, có nghĩa là nó là gọi là cha đẻ của sự gian dối, của dối gian. Đó. Thì cho nên bây giờ thí dụ mình phải làm sao á, mình phải liên kết được với cái nguồn của sự thật đó. Chứ còn bây giờ mình cứ để mình trơ trơ, mình cứ tưởng nào tôi thông minh lắm, tôi dùng các cái kiến thức của tôi đã học được, hoặc là sự khôn ngoan của tôi mà để phán xét những cái chân lý ở trên trần gian này á, là không có thể được đâu. Là bởi vì sẽ bị sai lầm. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong tư tưởng của chúng ta, cái ma quỷ nó khôn lắm, nó làm cho chúng ta tin rằng những cái điều mà chúng ta đang suy nghĩ là chân lý, rồi nó cứ dẫn đi từ từ, nó làm chúng ta ngã về phe của nó, là phe của sự giả dối. Cho nên đối với người Công giáo chúng ta, mình phải cầu nguyện nhiều, thật sự phải cầu nguyện, bỏ ra nhiều giờ thì giờ. Có nhiều khi quý vị nghĩ rằng cầu nguyện khó quá, làm sao mà có giờ để cầu nguyện. Tôi nghĩ một ngày Chúa cho rất là nhiều cơ hội để cầu nguyện, có nghĩa là in between, nó nghĩa là cái lúc này ví dụ như tôi đi chợ, tôi mua đồ, mà trước khi tôi mua đồ thì tôi cũng đã đi lang thang đó, tôi có thể tôi đọc bài kinh rồi cầu nguyện nhiều thời giờ lắm, phải nói là mình bỏ ra quá nhiều thời giờ. Còn nếu không được, quý vị cũng bỏ ít nhất 5-10 phút buổi sáng này, rồi 5 phút trong cái ngày, rồi 5-10 phút ban đêm, đọc đi đọc cầu nguyện để chi, để mình gắn với cái đấng sự thật đó, nhất là Chúa Thánh Thần. Mình để những cái gì đó Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình biết được những cái đó là đúng hay không, đúng theo ý Chúa muốn hay không, chứ không có để cái trần gian ma mảnh trần gian này nó chi phối cái đầu của chúng ta. Rồi chúng ta phải nghĩ có những cái chân lý mà ví dụ như bây giờ mình nói cái tứ chung đi, chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, cái đó không phải là giáo hội đón đâu nha, cái đó là chân lý đó, là Chúa dạy như vậy, giáo hội dạy như vậy, nó sẽ xảy ra như vậy, không có thoát được đâu. Thì bây giờ mình làm sao mình sống, mà nếu mình không có để ý cái chuyện đó thì mình sẽ làm những chuyện trời đất hỡi mà mình không nghĩ rằng mình phải bị chết nè, mình chết nè, không thoát được. Rồi mình phải là trước tòa của Chúa Giêsu đó, phán xét riêng trước, mà không có thoát được. Những cái gì mình làm nó bày ra hết trước mặt mình đó, rồi phần thưởng hình phạt nó liền ngày đó. Rồi đến cái ngày phán xét chung, khi thân xác chúng ta mà sống lại, linh hồn và thân xác sống lại, thì cái đó là đời đời luôn. Phán xét là mình thuộc về cái thế giới nào, cũng như nãy mục sư Hiền nói đó, chúng ta là đất mà, chúng ta được nặng từ đất, là vô, không có cái gì hết đó, là vô nghĩa luôn, đó là đất mà. Nhưng mà Chúa đã làm chúng ta trở nên đồng dạng, đồng hình đồng dạng với Ngài, để sau này chúng ta thành ở với Thiên Chúa. Thì cái điều chúng ta phải nhớ là cái đó là chân lý tuyệt đối, mà chúng ta nên chú ý. Chứ còn những cái chân lý thế gian này, có nhiều khi chúng ta cứ làm hoàng hồi á, nó dẫn đi theo những tư tưởng người khác, và nhiều khi cũng chẳng đúng, bữa nay đúng là bữa ngày mai lại sai. Xin quý vị xin nhớ rằng Thiên Chúa là sự thật, mình bám vào Chúa mình sống, thì nhất là cầu nguyện nhiều cho quý vị, rồi mình để Chúa Thánh Thần hoạt động trong mình, soi sáng cái đầu mình, nhớ là đi xưng tội nè. Bởi vì khi mình có tội á, cái đầu mình nó bị như là không có suy nghĩ sáng suốt đâu. Mình đi xưng tội đi, tự nhiên nó mở, Chúa sẽ mở cái lòng mình ra và mình thấy được cái sự sáng đó. Rồi mình đi lễ nhiều, đi lễ nè, rước Chúa vào. Chúa Giêsu là nguồn sống mà, Chúa vào nó thành là cái sinh lực, là sự thật trong người của mình. Những cái điều đó người Công giáo chúng ta nên nhớ và thực hành, để cho mình luôn luôn được sáng suốt trong cái những cái nhận định của mình. Dạ, yeah. Cảm ơn quý vị. Về câu hỏi này đó, thì tôi nghĩ rằng rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì nhiều khi nếu mà mình không có hiểu chân lý và mình cũng không biết cách áp dụng chân lý đó, thì quá hẳn thì chẳng qua là nhiều khi trong cuộc sống này mình hướng dẫn, mà ở trong Thánh Kinh có một câu là Chúa nói rằng nhiều khi có người mù đi dẫn đường kẻ mù, tức là mình tưởng mình sáng nhưng mà mình cuối cùng là mình cũng không có sáng. Có ông kia ông đi đường ông mù đó,
ông đi thì ông hay bị người ta đụng lắm, ban đêm, nhất là ban đêm, cho nên người ta mới nói rằng bây giờ ông nên xách một cái đèn, ông xách một cái đèn, tại vì để cho người khác mà người ta lỡ người ta vào rằng ông không thấy cái đèn, nhưng người khác thấy ông, thấy cái đèn là tránh ông. Một ngày nọ thì khi ông đi thì ông là cũng bị đụng, người ta đụng vào thì ông tức mình quá, ông nói tại sao đuôi hay sao mà không thấy cái đèn là đụng tôi. Thì người đó mới nói rằng thưa bác, không phải cái đèn của bác nó tắt rồi mà bác không biết. Cho nên thưa quý vị, để hiểu về chân lý, tại vì khi cái đề tài này tôi nghĩ nó rất là rộng, cho nên để mình nắm được chân lý nó rất là khó ở trong cuộc sống này. Và đối với những người tin lành thì Chúa dạy nè, mình thứ nhất là Chúa đã đặt trong mình có cái lương tâm, và chính cái lương tâm đó là ánh sáng tự nơi chúng ta có thể nhận ra cái đúng với cái sai. Thật ra cái chữ chân lý nó là cái chữ đúng thôi, và cái chữ tội nó là chữ sai. Đó là hai cái chữ mà nó rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Khi mình làm sai thì mình bắt đầu cuộc sống sẽ đau khổ, bị diệt vong, và nếu mình làm đúng thì mình sẽ tồn tại. Cho nên ở trong Thánh Kinh nói Chúa là đúng, là chân lý, không có nghĩa là chúng ta chỉ tin Chúa, không phải chỉ là tin là xong, nhưng mà thưa với quý vị là chúng ta phải áp dụng những cái điều mà Chúa hướng dẫn mình cho nó đúng. Và cái đúng đó để mà có thể đúng là đúng trong rất nhiều phương diện, chứ không phải mình nhiều khi mình nói một vấn đề nhưng mà người ta nhìn vào một góc nào khác thì lại thấy ủa sao ông đó ông giảng hay quá đi mà trong cái cuộc sống cái tình người không có, thấy không? Tại sao mà sống lại không có hợp vệ sinh thế nào hết, là không có khoa học thế nào hết, sanh ra đủ thứ bệnh hết. Thì đó là những điều người ta sẽ question mình. Cho nên đối với đạo Chúa là dạy mình phải đúng, có nghĩa là mình đi trong ánh sáng lương tâm của mình. Ánh sáng nữa đó là Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời Chúa, là ánh sáng. Và một điều mà hồi nãy mà Linh Mục có nhắc trong phần đầu của chương trình đó, tức là Chúa Thánh Linh, Chúa Thánh Thần sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Đấy. Và trong cuộc sống này có nhiều điều lương tâm mình biết, nhưng mà có những điều mình lương tâm mình chai lì rồi. Có những điều mà có lời Chúa nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không rõ lắm đâu, vì lời Chúa mênh mông. Rồi cho nên vì vậy đấy, cho nên chúng ta cần phải có Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của mình, và chính Chúa Thánh Linh sẽ dẫn mình vào ở trong chân lý. Thì đó là cái kinh nghiệm của chúng tôi trên cái vấn đề mà chúng ta áp dụng chân lý để mình sống. Mình phải biết cách về thể xác, về tâm hồn, về tâm linh, chứ không phải là mình chỉ nói những cái đạo, những cái lý thuyết mà nó không áp dụng gì cho người ta hết. Vì vậy đó cho nên đó là những điều mà buổi chiều nay tôi nghĩ rằng đây là chương trình rất là rộng, tuy nhiên nó cũng góp một phần nào đó để chúng ta có thể nhận ra được chân lý và chúng ta áp dụng vào trong đời sống của mình. Và nếu phải nói chỉ có một câu thôi, xin mỗi người cho một câu, một lời khuyên. Dạ, chỉ nói một câu là đối với vấn đề đề tài chân lý này thì xin quý vị cho một lời khuyên, một câu thôi. Dạ, kính thưa quý vị, trong gia đình đôi khi giận hờn buồn với nhau không nói được ra lời, chúng ta nên tìm cái sự thật. Chính những cái sự thật đó nó sẽ giúp cho trong gia đình hiểu rõ là vì sao giận, vì sao hờn, và làm sao để có thể hài hòa để có một gia đình được dung hợp tốt đẹp. Dạ, cảm ơn cư sĩ. Xin cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, nếu câu thì tôi lặp lại cái câu nói của một ngạn ngữ đâu đó, nói rằng người mà biết người khác gọi là thông minh, mà biết chính mình là giác ngộ. Do vậy cái biết chính mình, cái giấc ngộ nó là quan trọng hơn tất cả. Dạ. Xin cảm ơn Linh Mục. Tôi thì không có câu của tôi. Xin tôi được nhắc cái câu của chính Chúa Giêsu nói về sự thật. Ngài nói rằng sự thật sẽ giải thoát các con. Dạ. Cảm ơn. Tôi thì sẽ đọc lại cái câu Thánh Kinh là Chúa nói rằng ta là đường đi, ta là chân lý và ta là sự sống. Và hãy đến với Chúa để quý vị có thể được cái sự dẫn dắt của Chúa và đồng thời có thể có được sự sống. Rất cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình hôm nay, và đề tài quá lớn nhưng chúng ta lại nói trong một cái thời gian rất là hạn hẹp, nhưng mà quý vị cũng đã hoàn tất được rất là tuyệt vời. Cho nên rất cảm ơn quý vị, và tôi xin có một cái lời kết như thế này đó, là trong đời sống của tất cả mỗi chúng ta đó, thì thưa với quý vị, để có thể nói rằng đến cuối cùng chúng ta đúng đó, đáp số của mình đến cuối cùng là đúng đó, thì rất khó, không phải đơn giản. Vì vậy cho nên chúng ta nên open, nên đừng có ai cứ yên trí đó mình đúng rồi,
đừng, mình phải open để mà mình có thể lắng nghe, để mình có thể nhận ra cái ánh sáng, ánh sáng từ trong lương tâm, cái ánh sáng từ những người khổng lồ, từ những con người đi trước, từ những bậc thầy, từ những người khai minh. Từ tôi nhiều khi qua các tôn giáo tôi cũng lắng nghe, tôi cũng mở các bài của các sư, của các linh mục để mà tôi lắng nghe. Bởi vì đó là cái sự chúng ta cần phải tìm cho ra được cái ánh sáng để mình có thể nhận ra rằng những gì mình làm trong cuộc sống này là đúng, đến cuối cùng đáp số là đúng, đó là điều vô cùng quan trọng. Còn nhiều khi chúng ta giải toán rất là hay, bài toán chúng ta giải phương trình thì chỉ đủ cách hết, nhưng mà đáp số không đúng thì đến cuối cùng chúng ta sẽ thất vọng. Cho nên rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay, và xin kính mời linh mục Nguyễn Ngọc Linh sẽ dâng lời cầu nguyện. Chúng con xin dâng lên lời cầu nguyện và cái đấng tối cao, đấng nắm được sự, đấng là sự thật, đấng chỉ cho chúng con biết, không những chỉ mà là sự thật, thần chân lý. Chúng con dâng lên lời cầu nguyện để hướng dẫn thế giới này, vì thế giới này quá lầm lạc trong việc nhận thức chân lý là đúng, chân lý là sai. Quá nhiều cái sự việc xảy ra, chiến tranh loạn lạc, rồi đủ nhiều rất là nhiều cái tai họa nó xảy ra trên trần gian này. Nó là do tội lỗi của chúng con, nhưng mà cũng là do chúng con không có nhận được một cái chân lý nào đó nó sáng sủa. Chúng con như đi giữa biển đời mù mịt, mà nhiều khi thấy một ánh đèn mà chúng con cũng chẳng có biết tìm đến nó. Cho nên chúng con xin đấng tối cao cũng cầu nguyện, chúng con cầu nguyện xin cho hướng dẫn thế giới này biết nhận ra những chân lý, đi vào những điều cơ bản nhất là có một thiên, có một đấng yêu thương đã sinh chúng ta rồi cứu vớt chúng ta, và mục đích cuối cùng là cho chúng ta được cứu độ. Vậy xin thần khí của Chúa hãy đến ở với chúng con, ở với thế gian này, và hướng dẫn thế gian này thoát khỏi những lầm lạc, những cái điều tai ương, bởi vì không nhận được chân lý của Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin cảm ơn tất cả quý vị các tín hữu tôn giáo.